Lịch bảo sói cun. Dâu đại gia. Dâu đại gia quả mắt kìa. Bảo dâu nhà giàu đấy à? Dâu gì đây? Siêu nhân à? Con cho túi bóng đi xong rồi bắt đầu đi này. Tao phao kìa. Đâu diều nhà nghèo đâu. Thử review quả diều nhà nghèo thế nào. Diều nhà nghèo có gì đây? Nhìn thấy không? Có quả que này, dưới bóng này và hai con mắt. Đấy, cái mồm. Con diều nhà giàu của Bảo đâu? Xe ra xem nào. Xe. Thôi bắt đầu. Rồi, bắt đầu công trình nắp diều nhà giàu đây. Diều nhà giàu thì cực kỳ đơn giản, nó chỉ cần bỏ ra và lắp que vào xong. Lại có năm ba anh em siêu nhân à? Cháo gì? Để gọn xem cái này. Diều nhà nghèo của Nhật. Thôi để tí, đợi tí nữa để diều nhà giàu và diều nhà nghèo cùng bay lên. Máy của bố này. Nó đi ạ. Bỏ xuống ô. Thế nào ơi bố? Đây cảm ơn. Xuống xe dựng nó gọn vào đây. Đấy, đúng rồi. Ê đúng rồi, dâng lên nào. Đứng lên. Đấy, đây là diều nhà giàu, diều nhà nghèo. Ôi. Máy nào cũng thế mà. Máy này máy này. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ lối cái diều nhà giàu và diều nhà nghèo nha. Không nối với nhau đâu. Nối với nhau nhớ khổ. Hả? Hả? Rồi, ô tô. Thôi đi sang bên này. Thôi đi sang bên này. Đứng vào dạ này cũng ô tô. À, diều nhà nghèo rồi diều nhà giàu. Nào, đưa diều nhà giàu đây. Đây. Thằng kia xuống này chơi. Thôi, chú Tín nhìn vào, tập trung vào quay. Quay những cái thước phim đẹp nhất nào. Ông buộc được cả hai con à? Có bay được không? Sao không ấy một con thôi? Bay hai con nó bị chậm. Bá đạo. Chết không? chết. Quay à? Quay ra đứng đây quay anh nào. Nhìn thấy không? Nhìn thấy anh với diều không? Có. Nào mang dây đây. Thấy cả hai con bò luôn. Nào mang dây đây để thả quả diều nhà giàu, diều nhà nghèo lên nào. Đấy. Cái con có thả không? Đưa nào bảo. Nhấc nhau lên, nó hỗ trợ. Diều nhà giàu hỗ trợ diều nhà nghèo bay lên. Đúng rồi, hiểu không? Hiểu chứ. Con ấy một cái nó lên là nó bị... Nào bây giờ thả nào. Bị à? Rồi, chưa nhìn thấy. Rồi, thấy rồi. Con diều quá to. Nhật đâu quay à? Nhật quay bố cuộn dây thả dây, còn chú Tín đứng ra ngoài đây quay diều. Đây em phóng to rồi. Phóng to mò lắm. Đứng ra đây này, đứng đây quay diều tôi cho mát. Đây. Nó bé bé. Nhìn thấy gì không? Ui cắm đầu hai cái diều cắm đầu luôn kìa. Cái này đáng nhẽ phải quay anh này. Cái nào quay? Em quay anh. Nhật ơi, quay hẳn nói nào, nhìn thấy diều chưa? Quay diều ấy, Nhật ơi, quay diều ấy, đừng có quay ấy. Đây cho Bảo thả này. Không có con gì này. Đó, để quay đi. Nào.
Không phải đâu nữa mà bay. Đấy, bay quá cao luôn. Ui, bố đi anh quay con diều đi. Máy này lét này. Máy nào thế? Máy này lét hơn máy này. Máy Nokia này kia này. Samsung. Máy này đời cũ nó khác. Ấy, hai con diều lên đấy, cùng lúc đấy. Đấy, mặt cười nó nói chắc nha. Ông nó bay mất đấy. Để anh cầm chứ. Bà đi lùi lên sang dãy bên kia đi, không tí xe rồi. Đấy, đứng sang đây này, chưa bác này. Đứng vào trong này bảo ơi, nắng. Đứng vào đây. Đứng lùi vào đây con. Thôi, tí tắt, tắt tạm đi. Bảo đứng vào đây. Đứng vào gốc cây bảo ơi, nắng. Thôi cứ để cho chú Tín thả một tí. Hay con cầm hộp, chú Tín cầm dây. Chú Tín cầm dây thả dây ra. Bảo thả dây ra, hai nha. Hai chú cháu thả, một người thả dây, một người dưới dây. Đấy, phải hỗ trợ nhau nhá. Chú Tín thả dây ra. Chú Tín cầm dây nhá. Con diều bé tẹo kìa. Hai con diều nó bay đấy. Đấy, quận nào đi bây giờ, quận nào bảo quận vào đây để cho diều nó thấp xuống để quay em nào. Quận nào đi. Hai diều. Chú Tín kéo dây lại để cho bảo sâu ngồi vào dậy con. Sâu. Ngồi sát lại đây này. Kéo lại. Kìa, bảo kìa, quận dây Hà Nội kìa, không đúng rồi. Dây kéo không vậy đi. Rối. Úi xời, úi xời, úi diều sắp rơi rồi. Giật 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 đi, giật đi. Giật thế, giật cho lên, giật giật thôi. Mấy cao nhỉ? Lại xuống lại, hai chú cháu thả tiếp, thả lại từ đầu. Quận vào. Quận vào thả lại từ đầu là. Quận vào, cứ quận vào thả. Quận nó bay gì? Không, nếu càng thấp ấy. Không. Thấp thì giật luôn vào tới lời chị. Giật nhanh tay vào thì nó không. Giật nhanh tay thì nó vào trong đường đây đấy. Giật đi. Tín cứ giật đi. Bảo thì cuộn nhanh lên. Được. Cuộn đi. Không lại dối. Xong bây giờ về lấy thêm giấy làm quả diều đuôi 10 mét nhỉ. Nhật đây. Về con về con lấy cái quyển sách mà con viết từ năm lớp 1 ấy. Viết chữ rồi, mang ra đây. Mang cải kéo nữa, cuộn băng dính. Để bố làm đuôi 10 mét. Đi đi. Con làm sao mà con cầm... Cho túi bóng con. Thế con không đi học à? Con đi học thì con cho tất cả vào túi bóng này. Ở mẹ lấy. Kinh diều nhà giàu, diều nhà nghèo đấy, đang cùng nhau đi lên. Bảo thế thả hai diều thích không? Không thích. mày thả một cái toàn bị rơi này, mình không nhớ à? Thả hai cái nó có bị rơi đâu, đúng không? Phải không? Giờ to à? Ôi, ấy, ui, 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 giật vào, giật vào, giật vào, giật vào, giật, 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 kéo vào, kéo vào. Rồi, đi lùi lên đây ông mắc một cây. Bảo đi lùi lên đây ông mắc một cây. Chú Tín cầm cái diều nhà giàu đi lên như này không ạ? Đấy.
Kìa, phải cầm căng dây ra nó mới lên được chứ. Căng nhá, bảo nó phải đứng nuôi. Bảo đứng nuôi đấy, nuôi ra đây. Thả dây nữa ra. Thả dây, bảo thả dây ra. Úi giời. Rồi lên rồi, thả dây. Thả dây ra. Ui giời ơi. Tín cầm cho nó không là nó bay. Đấy, bảo cầm lên. Xong bảo lại cầm yếu lắm. Sai hai rồi. Hai cái diều đều đâm xuống đất. Thôi tín lại ra mồi nó lên. Ô tô rồi đấy, đi dẹp vào rẽ đi cho ô tô đi qua đã. Thôi bảo phải thả dây ra nó mới lên được. Diều mặt ma. Úi giời. Nào thả dây ra, dây ra. Nào lên. Thả dây ra nào, lên nào. Em cầm dây à. Bảo nhả dây nhá. Bảo kia bảo. Bảo xe máy. Thôi rồi. Thế thôi giật đi. Tín giật thôi. Ôi giời, lại cây xuống đất kìa. Lên. Thôi rồi, lại ra ấy đi, ra mồi lại đi. Cho nó cái này, có lẽ nó quay lên. Cho một cái nó lại quay lên. Xe máy. Rồi, đứng xa ra, à để bò đi qua đã. Kìa, ôi, bò đi qua. Đấy. Thôi ơi, bảo bỏ tay ra nào. Rồi hả? Rồi, hết bẹ gió rồi. Lên. Ô tô kìa. Thôi xong rồi, xong. Giật đi. Giật dây nữa. À, từ từ đừng có đẩy mạnh. Đây ở bên này bên phải ấy. À. Bên phải ấy, đừng có thể. Nhặt về. Vâng. Sợ cho đến đây. Chú Chín ơi, ra quanh giật đi. Đợi chú đéo xuống được. Nhảy xuống từ gì? Nhảy xuống đây thôi. Đâu xuống rồi. Ta đi. Đâu chọc hết rồi. Đây là ai? Cái này dài hơn. Mày đứt điện. Đi ngã đấy. Mày trèo lên đấy ngã đấy. Càng đéo xuống được. Mày trèo lên đấy càng đéo ai bế. Thôi nó sợ đấy. Ngã đấy. Thôi đi xuống ôm vào. Đây, bám hai tay bám vào đây xuống nhảy xuống sao? Không ôm vào kéo mạnh vào. Thanh niên đeo xuống được cái. Xuống đi. Cái kia chơi gì? Ờ. Đây là cái bên kia. Đổi gió rồi sao nhỉ? Xuống đi. Vẫn phải mang. Em vừa trèo lên được. Xuống. Nắm mũi à? Bao nhiêu mũi rồi? Không. Thế mũi. Hút à? Xuống. Cứu con cho xuống. Đây chú nhìn chú làm mẫu chéo xuống à. Hút à? Hút ra xuống. Mày ôm vào đây mày đi xuống. Ôm như này. Đây ôm như thế. Đấy, xong. Em ở đây đúng không? Ôm này này xong trượt trượt xuống như này. Đây ôm xuống. Bám chặt vào. Tóm hai tay vào đấy. Tóm hai tay nhưng mà không quay được kìa. Thế con quay bên này trước đi. Đúng là béo khác. Con quay sang. Cho chân xuống. Cho thả chân xuống. Ôi thôi. Hấp mà thả như thế. Bảo quay sang nhà. Tắm bùn rồi bảo ơi. Ngã mấy. Đây. Mày mà ngã xuống. Còn chắc vào. Chắc à. Thanh niên. Cái anh niên xuống.
ấy hai con diều lên đấy cùng lúc vậy, mặt cười hả noi nhá. Báo đi lùi lên sang dậy bên kia đi, không tí xe rồi.